Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lại lập dọn kho lên sóng, thanh lý tiếp cho anh em một chiếc trầm hơi Sony. Con này giống với thị trường nội địa Nhật anh em nhé. Tách từ bộ dàn nội địa Nhật ra anh em. Bát của nó trang bị bát 16, công suất đạt 200W nhé. Âm trầm đánh xuống rất sâu, nghe rất là sướng luôn anh em nhé. Anh em vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận âm trầm nó tốt nhất. Vì em quay qua điện thoại, anh em mà nghe qua điện thoại thì nó gần như nó không phát ra âm trầm ra mấy đâu anh em nhé. Nó chỉ nghe tiếng ì ì thôi. Đấy. Em vui lòng đeo tai nghe nhé. Đấy, mà nhỏ nhỏ vậy mà cửa đã rung hết rồi. Cửa kính rung. Đánh rất là phê luôn. Em đánh bằng con âm ly này nên là nó chưa cắt được tần hoàn toàn anh em nhé. Nếu mà nhà anh em mà có âm ly đánh trầm hơi hoặc là âm ly 5.1 mà có cửa trầm hơi anh em quánh ấy thì đánh rất là sướng luôn anh em nhé. Con này nếu mà anh em độ trên xe tầm 7 chỗ là đánh rung xe luôn anh em nhé. Đánh rất sướng luôn. Anh em thêm một bộ mạch vài trăm nghìn thôi là anh em đánh ăn đứt một con súp vài triệu lắp cho xe ô tô mà bán ngoài thị trường anh em nhé. Đánh rất là phê luôn. Con này bát của nó trong bị bát 16, bát lõm 16 anh em nhé, bát lõm 16. Từ của nó từ kép bọc thép chống nhiễu. Em có chụp ảnh lại củ từ rồi. Nếu mà anh em mà kỹ tính muốn xem cả củ từ ấy thì kết bạn Zalo với em cử cho anh em xem cả củ từ luôn anh em nhé. Đây, em sẽ đo kích thước cho anh em. Chờ cái thước em bắt đầu. À đây. Chiều sâu của này nó là 32.5 anh em nhé, sâu 32.5. Chiều cao của nó là 31.5. Chiều nay của nó là 20.2 anh em nhé, 20.2. Đấy. Đấy, con này nó mặt tiền khá là đẹp, mặt sau nó xấu anh em nhé. Đây, xấu ở chỗ này. Đấy. Nhìn kỹ cận cảnh nhé, rất là cứng cáp luôn. Vì em đã được đổ keo rồi anh em nhé. Đổ keo cứng rồi nó không bị bở phi phủi ra đâu anh em nhé. Cứng lắm, thùng quách rất là cứng cáp, nghe rất là sướng luôn. Giá thì rất êm, con này bình thường thì giá nó vào tầm 1 triệu anh em nhé. Giá hiện tại bây giờ mà đẹp thì là 1 triệu anh em nhé. Em xả cho anh em với cái giá 680.000. 680.000 thì giá gọi là bán củ tặng thùng cho anh em luôn thôi anh em nhé. 680.000. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đinh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.